À, rất là tiếc là hình như là lớp mình lần đầu tiên thầy dạy phải không? Anh Thành thì thấy các em đa phần là mới, chỉ có cái tên gì quen quen là Mai Anh gì đó là thầy thấy hơi hơi quen thôi. Rồi. Không, ba bốn lần luôn mà thấy. Ủa, ba bốn lần luôn hả? À, Thảo Ly. À, thầy nhớ lớp này rồi. Hình như lớp mình là kỳ này các em gộp lớp hả? Thầy thấy có số bạn mới nè. Phải không? À, Thảo Ly thầy quen nè. Mai Anh quen rồi. Ok, vậy thầy nhớ rồi. Lớp mình chắc có lẽ gộp lớp. Thì các em biết là môn Java 5, Java 6 thì đây là một trong những môn mà sau này các em sẽ làm cái dự án tốt nghiệp, các em dựa trên kiến thức của những môn này. Chính vậy là các em biết là môn này khá là quan trọng. Và để học được cái môn này thì các em cần phải có kiến thức của môn Java 4 nha. Đây là một trong những cái đòi hỏi tiên quyết đầu tiên để mà các em hiểu được cái Java 5 thì các em phải xem lại cho thầy kiến thức của môn Java 4 ha. Với lại để mà làm web cho nó ok á thì các em cần phải trang bị thêm cho thầy một số kiến thức như sau. Thứ nhất là kiến thức của các môn ví dụ như là HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, jQuery. Đó là những cái nội dung mà các em cần phải trang bị thêm để chúng ta làm tốt hơn trên cái web ha. Rồi, và để giúp cho các em có được cái link học tập được tốt hơn nữa ngoài các bài giảng của nhà trường ra thì các em có thể tham khảo thêm cho thầy một số cái link ở trên đây ha, để chúng ta học tốt hơn. Rồi, đây thầy gửi cái link cho các em luôn ha. Các em có thể lên trên Google các em search cho thầy từ khóa là tự học Stream Boot nha, tự học Stream Boot thì nó ra rất là nhiều, trong đó nó có trang của nước ngoài và có cả tiếng Việt luôn ha, chuyên về Stream Boot, rất nhiều cơ. Tuy nhiên thầy gửi cho các em cái link ở đây, đây là cái link, một trong những cái link mà giúp cho các em có thể tiếp cận Stream Boot cách dễ dàng ha. Đây. Rồi các em vô cái link này ha. À, vô cái link này nè. Rồi bên Zalo này thì gửi cho các em bên Zalo nè. Rồi. Rồi ngoài ra thì nó có rất nhiều link khác để thầy gửi thêm cho các em đầy đủ luôn. Mình tranh thủ về mình xem nha các em. Sau khi học ở đây 2 tiếng ra thì các em phải dành thời gian thêm từ 4 tiếng trở lên. À, từ 4 tiếng trở lên các em code, phải luyện code thường xuyên thì các em mới giỏi được. Và thầy khuyên các em là đây là một trong những môn mà thật ra khó thì nó không khó nhưng mà đòi hỏi là các em phải đi học thường xuyên thì chúng ta mới nắm được bài. Nếu mà các em đi học vừa nghỉ thì rất là khó nắm bài. Lưu ý ha. Rồi thì gửi cho các em thêm những cái link ha mà chúng ta có thể tham khảo ở đây. Đây ha, đó là những cái link bên Zalo này. Rất là nhiều link, các em cố gắng mình vô đây mình nghiên cứu thêm ngoài cái bài giảng của thầy cũng như là những cái số demo ra. Các em mà chịu khó ha, làm lại và bên cạnh đó là các em phải thường xuyên dành nhiều thời gian ở nhà để các em vô những cái link mà thầy gửi các em tìm hiểu thêm. Các em nhớ Nguyễn Tiên, lớp mình có bạn nào Nguyễn Tiên không các? Thì khi các em join cho lớp là các em phải nhớ là join bằng cái link của cái email của trường cấp cho các em mới được. Phan Thị Thủy Tiên.
Rồi thì trong buổi đầu tiên ha, trong buổi đầu tiên thì các em sẽ nắm một số nội dung như sau. Thứ nhất là giới thiệu cho các em về framework Spring, Spring MVC cũng như là Spring Boot. Cái thứ hai là tích hợp thằng Spring Boot này vào cái Eclipse để các em có thể tạo ra các cái rosette Spring Boot. Sau đó mình tạo một cái dự án Spring Boot ha. Trong cái dự án Spring Boot này nó có rất nhiều thứ, ví dụ như là file cấu hình này, file burn này, file application.roboty này. Nó có controller, có view, rất là nhiều thứ và thầy sẽ giải thích cho các em những thành phần này. Tiếp theo là sau đó là các em chạy cái dự án. Phần tiếp theo nữa là các em sẽ tìm hiểu về một cái quy trình từ request lên trên server rồi respond về. Sau đó là giới thiệu cho các em sử dụng cách thức sử dụng các thành phần của web. Những thành phần của web này trước đây các em cũng đã xài trong cái Java 4 trước đây, ví dụ như là HTTP Service Request, Response, Session, Application. Sau cùng là các em có thể đóng gói cái dự án của mình và các em triển khai trên một cái server độc lập. Thì các em thấy là cái project của chúng ta tạo ra đó, thì hiện nay là các em chạy trên Eclipse, nhờ Eclipse nó triển khai trên NetBeans. Tuy nhiên sau này các em có thể xuất ra thành một cái project độc lập và các em triển khai trên một server độc lập mà đều được hết ha. Rồi. Đầu tiên là giới thiệu cho các em về Spring Boot. Thì các em biết đây là nó là một trong những cái framework MVC để giúp cho các em có thể tạo ra các cái web theo kiến trúc MVC, viết code được nhanh hơn, thuận lợi hơn, ít cấu hình hơn so với Spring framework MVC trước đây. Thì các em biết là để mà có được Spring framework như ngày hôm nay thì nó trải qua một cái giai đoạn lịch sử khá là dài. Các em biết là trước đây để mà tạo ra các cái web về Java thì đầu tiên là họ chỉ tạo ra các cái trang ZB thôi, những cái trang web mà nó có cái đuôi ZB thôi. Thì khi mà tạo ra những cái trang web mà có đuôi ZB như vậy thì các em biết là nó tích hợp rất nhiều thứ trong đó. Nó là vừa có HTML nè, rồi vừa có code Java nó nhúng đó. Thì các em thấy là một cái trang web nó khá là dài, khá nhiều thứ trong đó. Thì nếu mà nhiều thứ như vậy thì các em thấy là nó dẫn đến một hiện tượng là thứ nhất là code chúng ta không tái sử dụng được. Đấy. Cái thứ hai là nó rất là nhiều code, chính vậy nó rất dễ bị rối. Khi có sự cố lỗi xảy ra là các em rất khó fix. Và khi mà các em cần thay đổi cái view khác là các em phải xây dựng lại từ đầu, nên thành rất là mất công. Đấy, nên thành là tuy nhiên lần đầu người ta đã làm ra được như vậy thì người ta rất là mừng rồi. Thì các em biết là người ta xài một thời gian cũng khoảng 3-4 năm thì người ta thấy cái này nó chưa ổn, bắt đầu người ta mới nâng cấp lên. Nâng cấp lên bằng cách là người ta nghĩ ra cái gì đó làm sao phải tái sử dụng được code. Chính vì vậy là người ta đưa ra một cái mô hình nó gọi là MVC. Và chính trước đây là các em đã học về ZB Service trong cái Java 4 đó, là được viết theo cái dạng kiến trúc của MVC. Và khi mà kiến trúc MVC thì nó đã cải tiến hơn rất là nhiều so với sử dụng một cái trang ZB trước đây. Nó bao gồm nhiều thứ. Thì người ta đưa ra kiến trúc MVC nó đã cải thiện được nhiều thứ. Thứ nhất là code các em đã tái sử dụng được. Cái thứ hai là phần view này kia các em có thể thay đổi được hết. Rất là dễ. Và khi có lỗi xảy ra các em cũng rất là dễ sửa. Tuy nhiên cái mô hình MVC này người ta xài cũng được vài năm thì người ta lại thấy nó vẫn có gì đó chưa hay, nên thành người ta mới đưa ra một cái framework MVC. Và cái framework MVC đầu tiên đưa ra đó là Strut, nó gọi là Strut 1. Thì các em biết là Strut 1 họ xài ban đầu cũng ok, nhưng mà sau thời gian người ta vẫn thấy nó vẫn chưa ổn, người ta lại đưa ra một cái framework thứ hai là Strut 2. Rồi, và Strut 2 người ta lại xài một thời gian vài năm, người ta lại thấy nó vẫn chưa đẹp. Người ta lại đưa ra một cái framework tiếp, đó là Spring Framework. Rồi Spring MVC và ngày hôm nay cái công nghệ mới nhất là Spring Boot. Các em thấy là miết tới một thời gian khá là dài như vậy thì mới có Spring Boot. Rồi thì hiện nay Spring Boot là một trong những framework MVC ha, giúp cho các em phát triển web Java được tốt hơn, thuận lợi hơn rất là nhiều.
Còn sau này có framework gì đó mới hơn nữa là hy vọng là sau này các em học, các em làm thời gian 5-7 năm gì đó, các em thấy nếu mà các em thấy này chưa hay thì các em có thể cho ra đời cái version của các em. À. Rồi thì nó qua một cái lịch sử khá là dài như vậy. Thì các em thấy là trong Spring Framework nó có các cái sơ đồ khối, các thành phần như thế này. Thành phần core, thành phần DAO cho các em tương tác với lại database. Thành phần OEM nó cho các em tương tác với database thông qua cái vấn đề mapping. Chúng ta sử dụng đối tượng không cần phải quan tâm đến bảng nữa. Bên cạnh đó thì nó cho các em phát triển cái trang web ha, các cái web từ xa ha, nó gọi là công nghệ OGB này kia. Thì đây là những thành phần này các em sẽ được tìm hiểu vào các buổi ha của môn học. Rồi. Đây ha, những thành phần core, DAO, OEM rồi IOB web vậy đó. Đây là những cái nội dung mà các em sẽ tiếp cận trong các slide sau. Thì các em thấy là trong Spring Boot này nó có cái gì? Thứ nhất là nó là dự án bổ sung của thằng Spring và nó nhằm mục đích là đơn giản hóa trong vấn đề phát triển ứng dụng Spring. Rồi các em biết là trước đây nha, các em biết là kể từ học kỳ này của các em nè là các em được học Spring Boot. Những anh chị trước khóa của các em một khóa thì học Spring Framework MVC. Thì các em biết là Spring Framework MVC các em viết, các em cấu hình rất là cực. Thì qua Spring Boot này nó đỡ hơn rất là nhiều. Và trong Spring Boot này nó dễ dàng hơn trong quá trình phát triển các ứng dụng của chúng ta. Nó cho các em nhúng web server vào ứng dụng luôn. Rồi nó cho mình xuất ra file qua này để triển khai trên cái web server của chúng ta. Đấy. Và các em hình dung thằng Spring Boot nó như thế này. Spring Boot là nó là một Spring Framework. Nó tích hợp luôn cả web server ở trong. Và nó bỏ đi một số cái thông tin cấu hình annotation trong file XML để tiện hơn cho lập trình viên. Các em không cần phải mất thời gian cấu hình nhiều. Đấy. Rồi. Đầu tiên để nãy giờ giới thiệu nhiều, giờ để mà tích hợp được thằng Spring Boot vào cái môi trường phát triển và cụ thể là cái e-lead của các em á, thì các em phải làm như sau. Trước tiên là các em, giờ các em làm theo thầy nha, trước tiên là các em copy cái link này. Đây ha, các em copy cái link này. Rồi các em làm theo hình này nha. Sau đó các em mở, đây ha, thầy gửi cái link qua cho các em nè. Rồi các em copy cái link này nha. Rồi giờ tiếp theo là các em mở cái e-clip lên. Tích hợp có hai cách, giờ thầy hướng dẫn cho các em cách đầu tiên trước nè. Các em mở này lên, các em vô phần hết. Rồi các em vô cho thầy install new software. Rồi các em bắt cái đường dẫn này ra trên. Rồi sau đó các em chọn như hình và các em nhấn next thôi. Thì nó sẽ tự động nó cài cho các em. Và sau khi cài xong thì các em khởi động lại cái clip. Khởi động lại clip này. Sau đó các em vô file, vô new, vô order. Và các em thấy được thằng Spring Boot này. Nó như là các em đã cài đặt thành công. Dưới đó các em làm theo nha. Đó là cách thứ nhất. Rồi cách thứ hai ha. Cách thứ hai này thì các em làm theo cái hướng dẫn ở đây. Nó sẽ đơn giản hơn cho các em. Đấy nha. Rồi cách thứ hai nha. Cách thứ hai thì các em mở cái đường dẫn này lên. Đó, thầy có gửi cái đường dẫn qua cái phần message của Google Meet đó. Các em kích vô đường dẫn đó lên. Cách thứ hai thì chúng ta sẽ thực hiện tích hợp Spring Boot vào Elip theo hướng dẫn như sau ha. Rồi cách thứ hai ha, cách thứ hai thì các em làm như sau nè. Rồi trong mấy link tham khảo của thầy gửi cho các em á, lúc nãy nó có cái link này nè. Giờ đầu tiên để tích hợp vô ha. Trước tiên là các em cũng chạy e-clip lên. Sau đó các em vô phần help nè, các em vô e-clip market play. Nha, vô e-clip market play nè. Các em làm theo luôn nha, làm theo để tí xíu nữa là các em tạo project Spring Boot á. Rồi help ha, Eclipse Market Play. Sau đó chỗ này các em gõ cho thầy chữ STS. STS. Nha, STS.
Và sau khi gõ từ STS xong nó search ra cái này, các em chọn thầy Stream Tool 4 ha. Em nhấn install. Đây ha, làm y chang như hình luôn. Dưới đó làm theo nha. Rồi, install ha. Rồi các em làm y theo như trên hình. Rồi, sau khi các em chọn đó xong em nhấn install ha, chọn accept. Rồi nhấn install anyway. À, sau khi các em cài xong thì các em cũng khởi động lại Eclipse nha. Rồi tiếp theo là các em vô phần tạo một project, em chọn order. Và các em thấy cái thằng Stream Boot như thế này là đã thành công. Rồi dưới đó các em install vô ha, bạn nào cài ra được cái này các em nhấn chữ có trong phần message thầy con thôi nha. Coi như em cài được để thầy ghi nhận này. Rồi thứ nhất là có Phương Nam, có Duy Minh, có Việt Hoàng ha. Rồi các em tranh thủ làm nha, tranh thủ làm bởi tí xíu nữa là chúng ta sẽ tạo reset này đó. Em hiểu hết rồi. Em đi. Em hiểu đi, em chưa biết. Rồi sau khi các em tạo xong ha, rồi, bắt đầu các em tạo ra một project luôn. Đây để thầy view qua slide lý thuyết tí xíu ha, thì demo các em demo theo. Rồi. Giờ các em tạo ra một project luôn ha. À, sau khi các em làm xong, bắt đầu các em vô file ha, vô new, vô order cho thầy ha, theo slide nè. Các em chọn Stream Boot và tiếp theo phía dưới là các em chọn Stream Boot Starter Project nha. Rồi, kết vô đây. Sau đó các em net qua. À, chỗ này các em thực hiện như thầy như sau. Thứ nhất là đặt tên project. Cái thứ hai là chỗ type này các em để Maven ha, Java các em chọn thầy là 8 ha, Java 8. Chỗ này các em để default hết luôn qua Java. À, chỗ này bucket thì các em đặt cho mình một cái bucket ban đầu. À, ví dụ như chỗ này các em để là cơm.nghiêm nghiệm gì đó ha, các em có thể sửa lại cơm.bully hoặc là cơm chấm cái tên của mình. Rồi. Còn chỗ description này thì các em gõ cái mô tả cho cái description thôi. Rồi sau đó các em nhấn next qua ha. Rồi chỗ này thì các em chọn cho thầy cái stream web thôi. Rồi chỗ này các em gõ từ web vô đây ha. Sau đó nhấn finish. Và khi mà làm vừa xong ha thì nó sẽ sinh cho các em một cái process như thế này. Rồi giờ đó là về lý thuyết ha. Giờ các em có thể demo theo này ha. Giờ các em sau khi các em tích hợp vô xong rồi đó ha, giờ các em sẽ thực hiện tạo reset như sau này. Rồi em nào đã chưa làm thì các em demo theo thầy luôn nha. Rồi các em nhấn file nè ha, nhấn new, rồi chọn có thể order. Rồi, trong này thì các em lướt lên các em sẽ thấy nó có một cái phần là Stream Boot. Đây ha, Stream Boot nè. Rồi, trong này các em nhấn thầy cái dòng thứ hai Stream Starter Web Project. Rồi, nhấn next qua. Rồi, chỗ này mình đặt tên reset của mình ha, ví dụ thầy để là shop 3021 vậy đó ha. Rồi demo 2 đó, ví dụ thầy gọi vậy 3021 demo 2. Chỗ này để default nha các em, Maven Java 8 nha. Chỗ này để bucket là .ja ngôn ngữ Java nè ha. Rồi chỗ này bucket các em để thầy là cơm.phụng.lv hoặc là các em có thể chuyển qua cái tên của mình ha. Ở cái nơi cơm giống poly đó tùy.
Chỗ này các em gõ thầy là demo stream boot. Demo stream boot ha, demo 1 vậy đó. Rồi, xong bước chỗ này. Em làm theo nha, làm theo rồi tí xíu nữa bổ sung thêm nhiều cái lắm. Chỗ này các em theo kịp chưa? Nhớ ha, thứ nhất là mình để default hết nè, các em đặt cái tên nè. Đặt tên bắt kịp nè, phần mô tả nè. Máy này nó tự sinh. Rồi, chỗ này các em để default luôn. Nhớ là chỗ Java version các em để số 8 ha. Rồi, next qua. Trong này chỗ available nè, ở trên này khi nào các em gõ nhiều rồi nó mới, mỗi lần gõ nó mới có trên này. Còn các em mới tạo lần đầu nó không có thì các em gõ thì từ web. Thì trong web này các em nhìn xuống phần web nè, các em nhấn thầy screen web. Screen web ha. Sau đó các em nhấn next luôn. Rồi, sau đó finish. Rồi, nhấn web, nhấn finish. Rồi, đó là cách thức chúng ta vừa tạo một cái project bằng string boot ha. Rồi, thầy giải thích cho các em tiếp một số nội dung rồi thầy sẽ demo tiếp cho các em. Trong một cái project mà khi mà các em vừa tạo ra bằng Swinboard thì nó sẽ có những cái thành phần như sau. Thứ nhất là các em thấy là file bơm mà, file bơm.xml. Đây là một trong những file mà nó cho các em khai báo các cái bucket ở đây thì nó sẽ tự động nó download về cho mình. Ví dụ như nếu mà ngày xưa các em không có xài kỹ thuật Maven á, mà các em cần cái thư viện gì thì các em phải download nó về trước, sau đó các em tích hợp nó vô. Các em gắn nó vô cái project của mình. Còn bây giờ là các em không cần download về trước, các em chỉ cần sử dụng cái công nghệ Maven đó, các em khai báo trong file bơm này các cái version của những cái thư viện cần download và khi đó là nó sẽ tự download về cho chúng ta luôn ha, rất là dễ. Quản lý, nó sẽ quản lý và nó sẽ tự download các cái thư viện về cho các em. Thứ hai là các em lưu ý nè. Đối với phần view của cái Swinboard thì mặc định nó sẽ sử dụng cái theme lib và mặc định là nó nằm trong thư mục tem này nè. Tuy nhiên cái nội dung view về theme lib mà trong phần tem này nè thì các em sẽ được dời qua Java 6. Còn trong cái Java 5 này các em cũng sẽ sử dụng phần view, nhưng mà phần view là các em sẽ sử dụng lại kỹ thuật giống y chang như Java 4 trước đây và chúng ta đặt trong cái thư mục web app. Các em nhìn nè. Thư mục src này, main này, các em tạo ra thư mục web app, rồi các em tạo thư mục web in app, tạo thư mục view và những cái trang view gì đó là các em bỏ trong này. Ít bữa nó có những trang view đó các em bỏ đây. Rồi và do chúng ta sửa lại phần view nên thành những cái gì mà liên quan đến cấu hình thì các em bỏ trong file application.roboty. Thứ nhất là phần view các em thay đổi là các em phải điều chỉnh lại trong cái file thông tin roboty này. Ví dụ như sau này các em có thân những cái thông tin kết nối rồi database này kia đó là các em bỏ trong đây. Rồi, về trên thôi nha. Những cái bucket. Những bucket ha, để các em có thể tạo các bucket cũng như là những cái controller các em đặt ở trên này, xử lý code rồi các em đặt ở đây. Thì đây là cái các thành phần trong một cái project web Swinboard của chúng ta. Rồi. Trong này các em lưu ý thầy ha, đây là file bơm này chứa những khai báo thư viện cần thiết đó. Các em chỉ cần thư viện nào các em khai báo trong này nó sẽ tự động nó download về cho các em. Ví dụ như trong này các em thấy nè, ở đây các em thấy là mặc định khi chúng ta tạo lên lúc nãy các em tạo web đó, thì nó bổ sung cái này nó để download cái thư viện này về. Ví dụ giờ các em muốn tích hợp Tomcat thì các em bổ sung cái này vô, nó sẽ nhúng cái Tomcat vào cái dự án của chúng ta luôn. Đấy. Ví dụ sau này Bootstrap này kia đó các em cũng có thể nhúng vô bằng cách này được luôn. Em chỉ cần khai báo thư viện hay là những cái thư viện kết nối database. Mình chỉ cần khai báo những cái thông tin như thế này thì nó sẽ tự động nó download về cho các em đúng cái version đó. Rồi.
trong cái file Roboti ha, thầy view qua rồi chút nữa thầy sẽ demo những nội dung này lại cho các. Trong cái file application.roboti nè, do chúng ta thay đổi lại phần view nên thành là ở đây các em cần phải khai báo cái này vô đây. Cái này tiền tố nè, các em nhớ là khi mà một cái hàm trong controller nó ném ra một cái chuỗi ha, thì các em thấy là chuỗi trước đây là trong giao 4 nó dục qua bên view result ha, và nó theo công thức là tiền tố nè, nó lấy tiền tố nè, nó cộng cho chuỗi ném ra và nó cộng với hậu tố. Thì cái này nó đang chỉ đến cho các em một cái file nào đó nằm trong thư mục view, và nó sẽ chọn đúng cái file đó nó chạy cho các em. Rồi đây ha, các em thấy là cái project ha, ví dụ đây người ta bổ sung thêm file index nè, trong file cấu hình của mình nè, các em thấy là trong controller nè, đây ha. Rồi ví dụ như các em xem một đoạn code ra đây, thầy giải thích xong rồi thầy sẽ demo chỗ này cho các em. Ví dụ như chúng ta có một controller nè, home controller, các em thấy là đây là một cái controller. Controller của mình là gì? Thật ra nó là một cái latch Java và nó có cái từ annotation controller. Thì cái latch này nó trở thành controller. Đấy ha. Và các em lưu ý là trong controller này nó sẽ có rất là nhiều hàm. Rất nhiều hàm, nhưng mà ở đây do buổi đầu tiên thầy demo đơn giản nên thành ở đây thì chỉ đưa một hàm này thôi. Và cái hàm trong controller này gọi là action method. Nha, cái hàm index này nè, nó gọi là action method. Và cái hàm này chạy được khi nào? Khi một cái request ở dưới gửi lên mà nó mapping nó thấy có cái chuỗi suyệt index.php thì nó sẽ chạy hàm này. Và cái hàm này nó thực hiện ha, thực hiện như sau. Nó chạy, nó tạo cái model, các em biết là để gửi, hiện nay đây là đang đứng ở controller, để gửi một cái dữ liệu từ controller sang bên view. Các em xem cái đây là một cái trang JSP nè. Và cái trang JSP nó gọi là phần view. Thì đang đứng controller này nè, mà để gửi dữ liệu được qua bên view này, các em có thể dùng nhiều kỹ thuật. Kỹ thuật ngày xưa trong giao 4 là các em sử dụng cái HTTP Service Request. Và các em dùng cái hàm set attribute đó, các em đặt cái tên là dữ liệu. Kỹ thuật thứ hai là các em sử dụng, có thể sử dụng đối tượng nó gọi là model map. Nha, model map để nó dùng gửi dữ liệu từ controller qua bên view. Và kỹ thuật trong Java 5 ngày hôm nay các em sẽ tìm hiểu thêm một đối tượng nữa, nó gọi là model. Một đối tượng là model này. Và để gửi qua view này bằng cách là thầy tạo cái tham số đầu vào tên là model này, thầy gọi hàm add attribute, thầy đặt cái tên dữ liệu, tên dữ liệu này, sau đó gửi qua trả ra cái chuỗi này. Thì các em biết là cái chuỗi này nè, nó sẽ được cộng với lại tiền tố nè. Cái chuỗi này nó sẽ được cộng với tiền tố nè. Các em thấy là tiền tố là làm gì? Web index seek view seek in seek index nè. Seek. Đây ha, các em thấy nè. Đây ha, đây tiền tố này, thầy mở các em tiền tố là web index nè, seek view nè, seek index. Rồi cộng cái hậu tố là JSP. Thì các em thấy là nó đang chỉ đến một cái file index.jsp trong thư mục view. Và chính là cái file này. Đây ha, chính là cái file này các em. Đây ha, file này nè. Web index nè, seek view nè, seek index.jsp chính là file này. Và cái file này nó chạy lên, chạy lên, chính là file này chạy lên. Và trong file này các em viết gì thì nó sẽ chạy, nó thực hiện từ trên xuống dưới. Và đây các em thấy là nó có thể H1, home byte. Rồi nó sử dụng cái EL nè, expression language là dollar mở ngoặc, đóng ngoặc nè. Nó đọc cái biến này, và cái biến này là các em đã gửi qua bên view thông qua cái đối tượng ở đây. Các em thấy model này, add attribute, đặt cái tên này, đặt cái tên message này. Và dữ liệu của nó là cái này. Thì khi mà qua bên view này, cái này nó chạy lên, nó đọc lại nè, đọc cái message này lên nè, thì nó sẽ ra lại cái giá trị là welcome to SwingMVC chỗ này. Đó ha, đó là cái nguyên lý hoạt động của nó như vậy. Rồi. Rồi thì đây là những cái quá trình mà nãy giờ thầy diễn giải cho các em đó ha, thầy view qua nhanh lần nữa, sau đó thầy demo ha, các em chạy theo để các em nắm được cái nguyên lý hoạt động của nó, từ request đến response, để trả ra từ cái request đưa lên đến khi nó tiếp nhận request, sau đó nó xử lý và nó respond kết quả về lại cho player. Thì các em thấy là ban đầu này, ở dưới trình duyệt đó các em, ví dụ các em gõ seek index.php. Và các em thấy thằng này nó, cái công nghệ của nó hay, cái nó giả đuôi được.
Mặc dù các em viết bằng công nghệ Java nhưng mà các em gõ index.php, người dùng người ta cứ nghĩ cái này là trang web của PHP. À, hay là các em có thể giả bất kỳ công nghệ nào, các em có thể để là ASP.NET hay là CSHTML, đó là nó đều chạy được á, nó giả công nghệ được á. Người dùng người ta cứ nghĩ là server người ta đang viết theo cái công nghệ khác ha. Các em thấy là công nghệ Java nó hay như vậy, mặc dù các em gõ PHP mà nó vẫn chạy. À, nên thành cái hay của thằng Java như vậy. Thì khi mà một request lên nè, các em thấy là nó mapping. À, trong controller các em thấy là nó mapping nó trùng này. Trùng thì nó chạy cái hàm phía dưới. Mà hàm phía dưới các em viết cái gì thì nó chạy cái đó. À, thì ở đây nó trả ra index. À, ném qua bên kia nó cộng tiền tố hậu tố là chạy ra đang, nó đang gọi cái trang index trong cái view. Và qua view này các em chụp lại cái giá trị mà các em gửi qua. Hiện nay đang đứng ở đây là controller nè. Các em gửi vào bên view là cái này nè. Bằng cái giá trị, bằng cái tên message. À, chuỗi là welcome to StringMVC. Đó ha, từ controller gửi vào view bằng đối tượng model. Các em có thể sử dụng đối tượng model map gửi cũng được nè. HTTP Service Request các em gửi cũng được luôn. Rồi. Đây ha, các em thấy là request gửi lên nè. Và trong controller này rất là nhiều hàm, nó không biết gọi hàm nào cả, nó nhờ cái mapping. À, nhờ mapping nó mới đi tìm một cái hàm trong controller. Và sau khi tìm ra bắt đầu nó chạy xong bắt đầu nó sẽ ném vào bên view, nhưng mà do bên view nhiều quá nó không biết cái chọn cái trang nào, nó phải nhờ view result này. À, để nó đi định vị ra một cái view, một view chính xác. À, và ở đây chính là cái trang index.php. Sau đó nó chạy cái trang này, nó gửi về kết quả cho player. Ok ha, đây là một cái quy trình request và response nha các. Right. À, nãy giờ lý thuyết khá là nhiều rồi ha, bây giờ qua bên này thì demo cho các em xem cái phần demo ha, sau đó mình sẽ tạo lại một cái project ngay từ đầu ha. Rồi giờ các em mở cho thầy cái demo đầu tiên, đó là shop 3021 slide 1 ha. Các em mở thầy cái này lên, sụp này là thầy đã gửi cho các em ngay từ đầu đó, các em đào và các em gắn vô thôi. Các em file, các em import được thôi ha. Import được thôi. Rồi, trong này thì các em xem qua này. À, thứ nhất là file BOM của mình. Rồi, nãy giờ nằm trên slide ha. Giờ các em xem cái ví dụ cụ thể nè. À, trong này các em quan tâm cho thầy thành phần, mấy phần dependency như sau nè. À, thứ nhất là khi mà các em tạo ra nó sẽ có starter web thôi, với lại starter test thôi. Các em phải bổ sung hai này vô nè để nó tích hợp cái Tomcat vào cho các em luôn nè. Nha. Rồi thứ hai là thông tin cấu hình. À, mặc định thì Streamboot, những cái view đó, nó nằm trong template nè và nó sử dụng theme lib. Thì như thầy nói ban đầu đó, cái chỗ đó là các em sẽ dời qua Java 6 ha. À, do hôm nay chúng ta sử dụng lại kỹ thuật của view trước đây ha, nên thành là các em phải bổ sung cấu hình ở đây. Bổ sung vô trong file này. Cái này tiền tố nè, hậu tố nè. Rồi. À, trong này các em thấy là mình có thêm cái thư mục ha. Vô đây các em có thêm thư mục web app mình tự tạo, web index tự tạo, view tự tạo. Trong này nó có trang index. Đây ha, và trang index của mình đơn giản là chỉ hiển thị lên cái thể H1 và cái biến message thôi. Rồi trong cái này ha, thì các em quan tâm đến cho thầy cái này, cái controller này. Đó ha, controller sau này các em lưu ý là nó sẽ có rất là nhiều hàm. Hiện nay thầy đơn giản là chỉ có một hàm này thôi. Và hàm này chạy khi nào? Khi nó mapping trùng với chuỗi này. Các em có thể sửa PHP bằng một chuỗi nào đó bất kỳ nha. A, S, B, X gì đó tùy các em. À, nói chung là các em sửa qua bất kỳ cái công nghệ nào. Cái này, cái đuôi giả thôi. Cái công nghệ Java nó cho các em giả đuôi như vậy. Nó rất là hay vậy đó. Trần Thành, ông nào mà sướng sáng là nhìn vô nói cái này viết bằng bi bắt bi hả này kia, nhưng mà thật ra là bản chất cốt ở dưới nó là bằng Java. Rồi trong cái controller ha. Rồi ok, bây giờ để chạy dự án này thì các em thực hiện cho thầy như sau nè. Kích phải chuột vào Rosset, kích phải ha, chọn Run Net nè, chọn Streamboot App. Đó ha, các em chạy lên.
Cái này em chịu khó nha, chịu khó nghe lời thầy, chịu khó đi học và lý thuyết đầy đủ ha, đừng nghĩ ha, tập trung nghe thầy giảng. Không được. Rồi. Em thấy là server nó đã start lên rồi ha, và hiện nay nó start trên board 8080 này. Ok ha. Rồi giờ các em nhớ cái link mình request lên là index.php nha. Bây giờ thầy quay qua cái web nè, mở cái trang web lên. Sau khi các em start xong, các em qua cái web của chúng ta ha. Mở cái trang web lên. Rồi. Rồi các em mở trang web lên ha. Đầu tiên các em gõ thầy localhost nè. Rồi. Kiểm tra server mình start chưa đó. Localhost lên, sau đó các em gõ thầy suyệt luôn. Localhost ha. Localhost nè, suyệt nè. Index nè. .php. Đó, các em thấy không? À, mình giá được cái đuôi ha, người ta nhìn vô ta nói cái này chạy bằng PHP nhưng mà thật ra không phải ha. Và khi mà các em gõ index PHP các em nhận được cái kết quả này. Rồi, giờ thầy giải thích tại sao chúng ta nhận được cái này nha, nhận được cái thẻ H1 là các em thấy view code này. Các em có thể kích phải để các em chọn view by sụt này. Các em sẽ thấy được cái sụt của nó nè. Đây ha, kết quả của nó nhận được nè. Rồi thì trong này nó sẽ làm gì? Khi mà các em gõ này lên là một cái request lên server nè. Khi chúng ta nhập ở đây, chúng ta enter. Là các em thấy là một cái request được gửi lên trên server. Đây ha. Rồi. Đây, thầy mở qua cho các em trong sụt code để các em view rõ hơn nè. Tập trung nha các em, tập trung nghe để chúng ta hiểu mà. Chứ các em mà nếu mà không có hiểu được cái quy trình đi của nó là sau này nó rất là rối, rồi lỗi xảy ra chỗ nào các em cũng không có kiểm soát được. Trong controller của mình sau này nó sẽ có rất nhiều controller và lần lượt nó sẽ mở ra từng controller để đi map nha. Sau này nè nó sẽ có nhiều controller và lần lượt nó sẽ mở ra tất cả những controller nó đi mapping, chỗ nào trùng thì nó dừng lại. Và ở đây có một controller nó mở lên. Và hơn cái là vô cái mapping cái đầu tiên nó gặp luôn suyệt index.php. Và nó mapping trùng cái nào thì nó chạy cái hàm phía dưới đó. Thì cái hàm phía dưới nó các em thấy là nó thực hiện là nó dùng model gọi add attribute bằng cái tên message dữ liệu là cái từ này. Ví dụ ha, ví dụ đây ha các em từ này, sau đó các em trả ra từ index. Return ở chuỗi index này. Chuỗi index này nó sẽ làm theo công thức như sau, nó cộng tiền tố này, rồi tiếp theo là index này, rồi hậu tố của mình này. Là nó chạy ra, các em thấy là đang gọi cái trang index.zb trong cái đường dẫn này. Và chính là trong này. Nó chạy file này lên. Và file này làm gì đây? File này các em thấy là nó chạy file này từ trên xuống dưới thôi. H1 này, H3 này, message. Message của các em lúc nãy là cái này. Đứng từ controller này, các em thấy đứng từ controller này, gửi qua bên view này. Đứng từ controller để gửi qua bên view, các em sử dụng cái đối tượng model gọi cái hàm add attribute, đặt cái tên dữ liệu. Và qua bên đây các em thấy là nó chụp message và message lúc bây giờ nó là cái từ này welcome to StreamVC. Nên thành khi mà các em nhận được là nhận cái gì? Nhận được cái thẻ H1 và StreamVC. Và chính là cái kết quả mà lúc nãy là các em đã thấy bên cái trang web bên kia. Ok ha. Rồi bây giờ dưới đó các em chạy lại cho thầy mấy nội dung vừa rồi, bạn nào chạy ra kết quả y chang cho thầy, các em nhấn vô chữ có thầy xem thử coi. Rồi Nhật Khánh ha, rồi Duy Minh ha, tiếp ha, bạn nào chạy được y chang như kết quả của thầy, các em nhấn từ có cho thầy xem coi. Rồi Sĩ Hùng, Thảo Ly ha. Rồi hiểu không, các em hiểu được rồi chưa? Khi mà các em chạy, các em hiểu được cái quy trình đó chưa? Thầy giảng lại một chút nữa được không thầy? Rồi. Đây ha, thầy nói lại nè, một cái quy trình lúc nãy các em thấy là localhost index.php. Đó là một cái request ở dưới lên trên server. Rồi, các em thấy nè, và lên ở trên lần lượt nó sẽ đi mở ra các control, nó đi mapping. Và ở đây các em thấy là đây nó mở lần lượt, nó mở các cái controller ra nè, mapping nè, và các em thấy là mapping trùng nè. Mapping trùng thì nó thực hiện cái hàm phía dưới.
À, bên dưới làm gì đây? Các em thấy là nó dùng cái đối tượng model này, add attribute, cái tên dữ liệu này, nó gửi vào view này, index này. Thì cái chuỗi index này nó sẽ thực hiện công thức trong này này, nó lấy tiền tố là cái này, rồi nó cộng cho cái chuỗi mà ném ra, chuỗi ném là chuỗi index này nè, thấy chưa? Tiền tố nè, rồi tiếp theo index.jp, mà index.jp trong view chính là cái trang này. Thì trang này nó chạy lên, rồi code trong này các em viết sao thì nó hiển thị như vậy. Và trong này các em thấy là home page là thể H1 này. Và cái này nó dùng cái EL này, Regression Language là đô la mở ngoặc và tên biến này. Và tên biến message là chính là cái tên trong đây. Đây ha, tên trong đây các em gửi qua bên view này bằng cái tên dữ liệu là Welcome to String MVC này. Thì nó chụp lại cái này và nó ra giá trị này. Vậy là xong thôi. Rồi. Nếu mà em nào chưa nắm được cái này là chứng tỏ là bên Java 4 là các em hỏng nhiều lắm á. Rồi thì đây là cái ví dụ ha. Bao nhiêu em chạy được nữa nhắn vô thầy xem thứ coi, ít quá vậy mới có 5 số em à. Số bạn còn lại đâu? Số bạn còn lại chạy được đâu nhắn vô thầy coi coi. Thảo Ly, Hiền Trang, Bỉnh Huân, Sĩ Hùng. Rồi Kim Tiến. Ok ha, Phương Nam. Tiếp ha, tiếp em nào chạy được nhắn vô thầy coi thử coi. Rồi, số nổi lên nha các em. Rồi cái này cái suột thôi mà chạy chưa được các em. Rồi bạn nào chạy chưa được thì cũng sao ha, thầy còn nhiều demo nữa ha. Rồi nếu mà vẫn chưa được nữa thì các em cứ xem lại clip, rồi các em chạy là được. Và các em nhớ là phải xem ha, xem thêm những cái link mà thầy gửi ở đồng môn học nữa. Các em mới giỏi được. Ít nhất là các em phải luyện 4 tiếng trở lên sau 2 giờ học ở đây, thì các em phải luyện 4 tiếng trở lên nữa các em mới giỏi được. Rồi nãy giờ các em làm rồi đúng không? Bây giờ nãy giờ mình mới chạy à, bây giờ các em sẽ thực hiện nè. Rồi các em làm theo thầy luôn. Rồi bây giờ là cái suột gốc của mình. Rồi, giờ các em mở cái suột mà các em vừa tạo ra nè. Rồi cái mở sụt mà vừa tạo ra nha, lúc nãy thầy vừa tạo ra nè. Rồi trong fiber của mình á, trước tiên là các em nhớ là trong fiber của mình á, về cái phần depend nó chỉ mới có hai cái này thôi nè. Thứ nhất là nó có starter web nè và starter test thôi. Giờ để mà các em nhúng cái tomcat vô luôn thì các em bổ sung cho thầy cái này. Thứ nhất là starter tomcat nè. Rồi, các em nhúng cho thầy hai này vô nha, copy nè. Các em nhớ nha, bây giờ thầy làm lại nè, vô cái suột web thầy gửi nha, vô fiber của suột thầy gửi nè. Copy bổ sung cho thầy hai này vô nè. Start Tomcat và nhúng cái Jasper này vô. Copy nè. Copy. Qua fiber của Rosette các em tạo ra lúc nãy. Các em thấy là trong fiber này nó có starter web thôi với lại starter test nè. Các em bổ sung nó phía dưới nè. Nhớ là nằm trong thể dependency nha. Rồi bắt nó ra. Rồi các em lưu lại. Lưu lại đây ha. Khi mà các em vừa lưu lại nè, nó sẽ tự động nó download cái thư viện về cho các em. Đó. Nó tự động nó download cái Tomcat rồi về cho các em nè. Nhúng vô luôn. Bây giờ. Đây ha. Những cái gì các em khai báo trong fiber là nó đều download về. Nó nằm ở đây hết cho các em. Mời Vân nó quản lý ở đây hết cho các em. Rồi. Phần tiếp theo thứ hai là các em sửa lại cái đường dẫn của phần view. Các em vô cái file application property nè. Các em copy hai phần view này, các em bổ sung trở lại. Sau này có những thông tin kết nối database là các em đặt ở đây hết nè. Và những bài đó thì thầy chỉ các em sau. Giờ trước tiên là các em sửa phần view. Copy ha, copy phần view nè. Lên cái project của mình, mở cái application property ra, bắt ra. Thật ra các em phải gõ nó, nhưng mà đây do suột mình có rồi nên anh các em lấy cho nó nha. Rồi mỗi lần bắt lên cái các em lưu lại luôn để cho nó chắc ăn. Rồi tiếp theo ha, tiếp theo tiếp theo trong phần view ha, trong cái trang view này thì như thầy nói đó, mặc định thì cái thằng Swinboard nó sẽ đặt view trong template này. Nhưng mà do bây giờ các em sửa lại nó nằm giống như Java 4 ha, thì các em phải sửa lại thông tin như sau. Trong thư mục suột
cái mở thầy thư mục sụt ra nha. Rồi đây ha, trong cái hàm main rồi các em kích phải ha, thư mục main nè, kích phải thư mục main, các em chọn new folder. Nếu mà new không thấy từ folder thì các em vô order nè, các em gõ thầy từ folder, folder ok ha, vô folder nè. Rồi trong folder này các em làm gì? Các em gõ thầy một folder tên là web app, web app nè, suyệt web PF chữ hoa nha, rồi suyệt view, view có S nha các em, lưu ý cẩn thận nha. Rồi các em theo kịp cái này chưa? Thứ nhất là các em tạo thư mục, ý tưởng là vô đây tạo thư mục view nằm trong thư mục web index, nằm trong thư mục web app đó. Các em thấy là vừa tạo xong nó tạo cho các em liền lúc ba thư mục luôn, thư mục web app nè, web index nè, view nè. Rồi trong cái trang này ha, giờ để tạo ra trang index các em kích phải đây, các em chọn new, new file. Nếu không có thì các em chọn order nè, các em gõ đây từ file, từ file ha. Rồi next qua và các em nhập cho thầy từ index.jsp. Rồi rồi sau đó ha, các em xuống cái nội dung của trang index ở dưới, các em copy lên vậy đó nha. Rồi copy lên ha, bắt ra hoặc là các em có thể gõ đó tùy các em. Xong phần view, phần controller ha. Các em controller thì các em thấy là ở đây controller mình phải tạo ra một bucket controller nha, tạo ra bucket controller này. Các em lên reset của mình nè, trước tiên là các em tạo một bucket new, chọn bucket, nếu không có thì các em order, rồi các em gõ thầy từ bucket, các em thấy nó ra nè, nhấn chọn bucket next qua. Và bucket các em là đầu tiên là mình phải đặt đúng cái bucket ban đầu nha, là cơm chấm phụng lv thì các em phải gõ phụng lv nè. Cái bucket của các em hiện nay tên gì là các em phải gõ đúng đó, trước cái tên đó cái đã. Rồi xong sau đó các em mới gõ từ controller, nhớ nha. Rồi phụng cơm chấm phụng lv chấm controller ha, controller nè, controller ha. Xong nhấn new và finish ha. Đấy, nó tạo cho cái bucket này. Rồi giờ để tạo controller ha, controller các em thấy là nó là một cái lát thôi chứ nó không có gì cả, nó là một cái lát Java bình thường. Thì các em cứ kích phải vào bucket của mình, chọn new, chọn lát, chưa có lát thì chọn order ha, rồi các em nhập đây từ lát, nhân lát, nhân net. Rồi ở đây controller, ở đây thầy đặt là home controller luôn, controller luôn ha, home controller. Xong rồi, và ở đây controller của mình nó là một lát thôi, em thấy nó lát ha. Các em bổ sung cái từ annotation controller, em gõ vài ký tự, nhấn control bye bye cho bung ra, thì này trở thành controller. Và trong controller này nó sẽ có nhiều hàm, ok ha. Rồi và cái hàm đầu tiên ha, các em nhập thầy cái hàm này. Rồi nhập hàm này vô ha, xong bắt ra, xong rất đơn giản. Rồi và sau đó em nào làm xong tới đây rồi, các em thử chạy ha. Trước khi chạy các em stop cái cũ của mình trước nè, các em nhấn stop ha, hoặc là trên này các em nhấn stop nè, nhấn stop. Rồi rồi sau đó để chạy ha, các em kích phải rồi đây. Để thầy sửa lại chỗ này, controller của mình cho nó khác tí xíu ha. Đây lớp mình là lớp 15305. Rồi ở đây các em ví dụ đây thầy sửa là welcome 10305 ha, ứng dụng nè 10305. Rồi chào lớp ha, chào lớp, ứng dụng 10305. Rồi lưu lại. Rồi bây giờ mình chạy nha, kích phải vào project, kích vào project thôi. Rồi các em run ha, run app lên thôi. Rồi
mình thử luôn cái đuôi nè, ví dụ đây các em có thể thử đuôi là ASBX nè, thử luôn cái đuôi ha, lưu lại nha. Và mỗi lần các em lưu lại là các em phải cần phải start lại, cần phải build lại nha, những cái gì các em sửa, mỗi lần sửa là các em phải build lại ha, các em start lại nè. Tí xíu qua anh kia thầy sẽ chỉ cho các em cái kỹ thuật là mỗi lần build không cần phải chạy lại, mà các em nó tự động nó build cho các em luôn, đỡ mất công. Ở đây các em phải gõ là index.asbx mới được nha. Rồi. Đó ha, nó start xong rồi nè. Rồi, start để xong rồi nè. Giờ các em qua bên web nha, em mở qua web lên. Rồi, các em mở qua web. Chứ đó các em demo theo nha, nhớ demo theo. Rồi giờ qua bên này thầy gõ ha, đường dẫn là index nè, .asbx, enter, bóp. Đó ha, các em thấy là nhận được kết quả mới nè, chào lớp ứng dụng 10305. Đó ha. Đấy. Và các em thấy là cái đuôi nè, mới nhìn vô là người ta nghĩ cái này viết công nghệ của .NET, của Microsoft. Đó. Nên thành cái hay của Java là cho các em giả được công nghệ ha. Rồi dưới đó các em chỉnh lại nha. Bạn nào mà làm được y như thầy vừa rồi ha, qua cái project mới của mình mà chạy, các em nhắn vô thầy tự có thì xem thôi coi ha. Và những em nào mà thường xuyên thì thầy ghi nhận ha. Ví dụ hồi nãy thấy có Kim Tiến, Thảo Ly này, Huyền Trang này, rồi Sĩ Hùng, Duy Minh này ha. Rồi bạn nào mà vừa làm lại mới đó, mà đã bắt qua cái dự án mới mà chạy, nhắn từ có thì coi được không. Ok ha, Nhật Tân nè, Nhật Hào nè, Kim Tiến nè. Rồi ok ha, Sĩ Hùng rất tốt, Phương Nam, Trọng Di ha, ok ha. Rồi chứng tỏ là cũng đa phần ha, đa phần các em làm được. Tuy nhiên thì cũng còn nhiều bạn chưa chạy ha. Em chịu khó tập trung ha, chịu khó tập trung nghe thầy giảng là các em sẽ làm được. Còn nếu chưa làm được thì cũng sao ha, các em chịu khó xem lại những link thầy gửi cũng như là video thầy gửi sau này ha. Tí xíu nó học xong có link là thầy gửi liền cho các em luôn. Rồi dưới đó các em demo mấy nội dung vừa rồi ha. Rồi thầy uống nước cái thầy vô lại liền.
Rồi, các em qua cái nội dung tiếp theo ha. Trong nội dung tiếp theo này, các em sẽ tìm hiểu các cái thành phần của HTTP, HTTP component ha. Trong HTTP component này, đây là những cái thành phần mà các em đã gặp trong cái Java 4 trước đây ha. Ví dụ như là HTTP Solid Request nè, rồi Response nè, Session nè, Context nè. Đây là những cái đối tượng mà trước đây các em đã làm việc rồi đó. Thì trong Java 5 này, để sử dụng những đối tượng này, các em sẽ thực hiện như sau, có hai cách ha. Một là các em, ví dụ như các em cần sử dụng trong cái hàm nào đó, thì các em đưa nó vô làm tham số đầu vào của cái hàm đó và các em sử dụng. Ví dụ như thầy dùng cái HTTP Solid Request nè, để thầy chụp lại cái dữ liệu mà từ dưới đưa lên nè, get parameter cái tên, thì nó sẽ chụp ra giá trị và đưa vô cho biến này. Sau đó nó gửi vào view hello bằng cái tên message dữ liệu này. Đấy ha. Tương tự về response, những cái thành phần này các em muốn sử dụng thì các em cứ đưa vô làm tham số đầu vào của các cái hàm. Tuy nhiên cách này thì mình chỉ sử dụng được những cái đối tượng này trong cái hàm này thôi. Ngoài ra còn cách khác nữa là các em đưa nó vô làm biến toàn cục của controller nào đó. Và khi mà các em sử dụng cách này á, thì các em chỉ cần đặt ở ngoài này và trong bất kỳ hàm nào các em cũng có thể sử dụng được hết. Ví dụ như chỗ này, cái hàm này nó các em thấy là chỗ này thầy không có đưa vô làm tham số đầu vào này, nhưng mà thầy gọi nó vẫn được này, request get parameter này. Các em thấy ha, nếu mà các em đưa vô tham số đầu vào, cái nhược điểm á là những đối tượng này các em chỉ sử dụng được trong hàm này thôi. Còn khi mà các em đưa vô toàn cục như thế này thì trong bất kỳ hàm nào các em cũng có thể gọi nó ra được hết. Các em thấy ở đây request, thầy gọi request này, mà trong này đâu có tham số đầu vào đâu. Thì đây là hai kỹ thuật ha, các em muốn sử dụng kỹ thuật nào cũng được hết. Tí xíu nữa thầy sẽ demo chỗ này cho các em. Rồi, một cái project ha. Sau khi mà các em làm xong á, thì chúng ta có thể xuất nó ra thành file qua và sau đó các em đi triển khai trên server độc lập nha. Các em xem qua là ví dụ như một project của chúng ta nè. Sau khi các em làm xong, các em muốn xuất ra cái file qua đó, file qua là file nén ha, và các em triển khai lên server độc lập thì các em làm như sau. Kích phải vào project, các em chọn export, các em chọn file qua này, thư mục web chọn file qua, sau đó các em ra cái đường dẫn ha, các em finish cái này nó xuất cho các em cái file qua. Và sau khi có file qua rồi, các em triển khai lên server độc lập, các em làm như sau, các em vô server Tomcat nào đó bất kỳ. Các em chạy file startup.bat trong thư mục bin của Tomcat lên. Sau đó các em ném cái file qua vào cái thư mục web app. Sau đó các em gõ đường dẫn các em chạy thôi. Và cần stop thì các em nhấn stop thôi. Rồi, đây ha. Ý tưởng nè. Vô cái Tomcat. Cái này là đang triển khai độc lập nha. Triển khai độc lập không cần phải có Eclipse hoặc là cũng không cần phải có NetBeans trước đây ha. Ví dụ trước đây đang viết NetBeans thì các em không lẽ sau này cái sụt web của các em đem lên triển khai ở trên server thực tế mà các em yêu cầu người ta phải cài Eclipse, cài NetBeans ra thì đâu có đâu, đúng không? Chỉ có server Tomcat thôi. Đấy. Rồi, và để triển khai lên thì các em phải, trước tiên các em phải xuất ra cái file qua đó trước, sau đó các em vô cái thư mục bin của Tomcat nè, các em nhấn cái file startup.bat lên. Rồi sau đó nó chạy lên ha, các em lấy cái file đó các em dục trong thư mục web app. Ví dụ ở đây ta dục ra thư mục hello.qua thì nó sẽ tự động nó chạy, nó giải nén cho các em ra thư mục hello này, thư mục project của mình. Và các em gõ nó chạy thôi. Đấy ha, đó là cách thức chạy như vậy. Rồi. Đây thầy mở chỗ đó lên ha cho các em xem nè. Đây thầy mở cái sụp net bin lên ha, thầy xuất ra file qua cho các em xem. Ví dụ như sau này các em phát triển một cái web nào đó hoàn chỉnh rồi đó ha, ví dụ như thầy có cái web hoàn chỉnh này, slide 5 ha, 5 GUI nè. Giờ web này thầy viết hoàn chỉnh thì cái phải chọn export này. Em chọn export này. Export ra thôi. Em chọn thư mục web này, file qua nè. Rồi, chỗ này mình rao ha, rao đường dẫn ha. Các em có thể đặt cùng cấp luôn ha. Các em để bên này thôi, nhấn save thôi.
Rồi. À, do này nó đã có rồi ha. Bây giờ thì xóa cái, thì tạo lại cái. Nhiều cái mà có thể xóa đi ha. Xóa đi mình tạo lại thôi. Rồi, ok ha, để tôi coi thử nha. Rồi đó là mấy file sinh ra ha. Giờ thì tạo nè. Giờ Việt Nam ha. Rồi, ví dụ như cái này, kết file. Kết file ha, chọn export nè. Rồi, web ha, qua nè, net nè. Rồi, sau đó các em route đến đường dẫn rồi đó ha. Giờ thì để cùng thư mục luôn cũng được, sau đó nhấn save thôi, nhấn finish. Đó ha, trong thư mục web này. Rồi. Tiếp theo ha, đó là mình cái động tác vừa rồi là mình xuất toàn bộ cái này thành một file nén ha, vào file nén của sub web Java nó chính là file qua.qua, nó là file nén nha các. Các em có thể sử dụng cái WinRAR đó các em mở lên cũng được. Rồi, đây thầy mở thư mục cho các em xem. Đây ha, toàn bộ cái web của mình nó nằm trong này. Các em có thể sử dụng cái WinRAR các em mở lên cũng được nè. Các em chỉ đến cái đường dẫn của cái thằng WinRAR là nó chạy nó mở lên thôi ha. Rồi, để tí xíu nữa bùng qua anh kia giải nén các em cũng thấy được cái đó. Rồi, cái tiếp theo bây giờ sau khi có được cái dự án đó rồi, bây giờ mình chạy lên. Anh chạy lên thì mình sẽ sử dụng cái server độc lập ở ngoài ha, các em start server lên. Rồi, start server lên rồi các em chạy thôi. Rồi. Rồi, để các em chạy lên thì các em thực hiện như sau ha. Ở đây mình có một cái server Tomcat ha. Server Tomcat thì các em download về, nó là một thư mục thì các em giải nén nó ra thôi. Ví dụ như đây ha, thì có server Tomcat nè. Ví dụ có này. Các em vô thư mục bin nè, đó ha. Các em nhấn cái thầy cái start lên ha, nhấn chọn thầy cái file startup này, startup.bat này. Chạy file này lên. Rồi các em đợi tí xíu nha, nó bật ra cái dòng lệnh đốt, nó start lên, start server lên. Rồi, cái hình dung thế này, sau khi nó start xong ha, thì mình sẽ có một cái cửa sổ như thế này. Đây ha, view cho các em xem luôn. Các em thấy ha. Những này sau này thầy sẽ gửi cho các em cái file hướng dẫn cụ thể để các em biết cách triển khai lên. Đấy ha, các em nhấn start chấm bát thì nó chạy này lên này. Rồi vấn đề tiếp theo là các em lấy cái thư mục qua lúc nãy đó, các em dục vô trong thư mục web app là nó sẽ chạy. Lấy cái thư mục qua vừa rồi đó. Đấy, các em lấy cái thư mục các em dục vô thư mục web app giống y chang trên slide thôi nha các em. Làm y chang bên slide thôi. Rồi. Đây ha, thầy các em xem nè. Khi mà thầy vừa copy ha, đây thầy mở copy cho các em xem nè. Rồi. Ở đây các em làm gì đây? Các em qua cái chỗ lúc nãy các em tạo cái file qua đó, các em copy cái này qua nè. Copy nè, thực hiện copy nè. Rồi. Kích phải nha, chọn copy file qua này thôi nè. Đó. Rồi vô chỗ server, server của các em lúc nãy chạy server nào các em bắt nó lên. Các em bắt nó ra chỗ này.
Các em bắt nó ra ha. Thì khi bắt nó ra thì nó tự động nó bung ra cho các em một thư mục này. Ha. Thì thầy bắt nó ra cái này thì nó sẽ bung cho các em thư mục này. Và thư mục này chính là chiếu sụp web của các em. Xong ha. Rồi bây giờ để chạy ha, để chạy lên thì các em làm như sau. Để chạy lên ha, các em sẽ thực hiện như sau. Mở cái web của mình lên. Này là cái cách triển khai trên server độc lập nha các em. Nếu em nào theo dõi không kịp thì các em làm lại sau, hoặc là thầy sẽ gửi cái link hướng dẫn sau cho các em. Này ha. Sau khi các em dục nó lên trên server thì nó đã chạy rồi đó. Nó đã triển khai cái web của các em lên trên server Tomcat rồi đó. Và tương tự như vậy các em có thể triển khai cùng lúc bao nhiêu website trên server Tomcat này cũng được cả. Rồi giờ tiếp theo nè, các em vô này các em gõ thứ nhất là thư mục của cái dự án của chúng ta. Thư mục của dự án của mình lúc nãy là tên G5 Demo 2 nè. G5 Demo 2 nè. Đó ha, các em gõ nó vô thôi, G5 Demo 2 rồi mấy cái đường link ha, để nó sẽ chạy lên cho các em cái này. Đó. Ok ha, thì đó là cái cách thức mà giúp cho các em triển khai trên server độc lập. Rồi các em biết là một cái server này các em có thể triển khai bao nhiêu website lên này cũng được hết. Chỉ sợ hạn chế là cái máy của mình cấu hình yếu thôi. Còn các em muốn triển khai bao nhiêu cũng được. Nhưng mà cũng vừa phải thôi ha, chừng khoảng 10-20 cái web trở lại thôi. Nhiều quá thì các em biết là nhiều khi server nó quá tải, nó đuối. Các em hình dung là có một phút mà có 1 triệu request vô thì server mình nó cũng sẽ đuối ha. Một cái web thì làm sao, 10 cái web thì cùng lúc 1 triệu các em nhân lên tới 10 triệu nó sẽ đuối ha. Rồi thì cái cách vừa rồi ha là thầy sẽ đã chỉ cho các em triển khai cái web lên cái server độc lập. Rồi các em muốn stop nó thì các em nó có, lúc nãy nó có cái file startup.bat á. Bây giờ các em chỉ việc nhấn cái file tiếp theo là stop.bat hay shutdown.bat thôi và nó sẽ stop server. Trong cái thư mục bin lúc nãy nó có cái file shutdown.bat, các em nhấn cái đó nó sẽ tắt server. Và khi tắt server thì các em chắc chắn là chạy lại là nó không được rồi. Rồi thì đó là cái cách triển khai độc lập nha. Hiện nay là đa phần là các em đều nhờ cái NetBeans hoặc Eclipse nó triển khai cho các em hết. Và nhớ là để học tốt môn này thì các em về chịu khó ôn lại cho thầy những kiến thức. Kiến thức mà như thầy nói ha, là đầu tiên là kiến thức của môn Java 4. Rồi sau đó các em muốn làm web ok thì các em phải trang bị thêm những cái kỹ thuật mà thầy vừa nói, những công nghệ thầy nói, HTML, những cái thẻ của HTML là các em phải thuộc lòng, JavaScript, CSS, jQuery, Bootstrap, những cái đó là các em phải trang bị cho mình ha. Ngoài ra nó còn nhiều công nghệ khác nữa, nhưng mà trước tiên là các em bổ sung cho thầy những cái đó. Rồi các em qua một cái nội dung tiếp theo đó là LoomLoop và DeepTool. LoomLoop là gì thì các em hình dung thế này, ví dụ như LoomLoop ha, để mà tích hợp được cái LoomLoop vào trong cái dự án của các em á, thì trước tiên các em phải vô cái link này, các em download nó về, sau đó các em cài nó ra. Download về cài nó ra, còn cài thế nào thì trong cái lab sắp tới nó sẽ có ha. Thứ nhất là các em phải download này về cài nó ra, và cái thứ hai là các em phải bổ sung cái khai báo thư viện này trong cái file bơm lúc nãy ha, thì nó mới tích hợp LoomLoop cho các em. Thì ý nghĩa của LoomLoop như thế này. Ví dụ như các em tạo ra một cái đối tượng, các em tạo ra một cái class nào đó, và trong cái class này nó có các hàm getter và setter, thì những cái hàm đó là các em bắt buộc các em phải gõ. Rồi constructor này kia đó, những cái hàm đó các em bắt buộc phải gõ. Hình dung ý tưởng như thế này. Rồi đấy, các em nhìn qua cái hình này, thầy nói qua cái hình này các em nắm được. Ví dụ như để mà tạo ra một class, các em thấy class person này nó có các cái property này,
trong đây có các cái constructor này, có hàm getter setter, thì đây là một cái đối tượng gọi là cái bin hay là cái đối tượng last mà các em tạo ra trước đây, và như thế này đã ok rồi ha. Tuy nhiên bây giờ thằng Lumloop nó hay ở chỗ là các em chỉ cần tạo cái last và những cái thuộc tính của nó thôi, và các em chỉ cần khai báo annotation data thì nó sẽ tự động tạo ra cho các em những cái hàm getter và setter của con này, thay vì các em gõ bên này nè. Thì bây giờ các em chỉ cần đơn giản là gõ thầy cái annotation data thì nó sẽ tự sinh ra cho các em các hàm getter và setter y chang như bên này. Tương tự như vậy constructor cũng vậy, các em đưa vô annotation on arg constructor, nó sẽ tạo cho các em tất cả những constructor có tham số và không có tham số. Thì các em thấy là một cái class của chúng ta nó rút ngắn gọn rất nhiều và đỡ các em phải gõ code. Cảm thấy không? Gõ vài dòng là nó sinh cho các em đủ mọi thứ rồi. Thì cái Lumloop nó mang ý nghĩa như vậy, nó rất là hay ha. Còn không là các em phải nhập lại toàn bộ cái này. Còn thôi là các em tạo đơn giản và các em khai báo cái annotation này ra là đủ. Ok ha, thì các em thấy là Lumloop nó hay như vậy. Rồi và khi cần nhớ là để mà có được Lumloop thì các em phải làm thành hai động tác lúc nãy nha. Một là down cho thầy cái Lumloop về, thứ hai là khai báo cái thông tin thư viện trong cái fiber, thì các em mới sử dụng được cái Lumloop đó. Rồi một cái ha, một cái nữa là cái deep tool. Thì các em thấy là trong cái dự án của mình lúc nãy là mỗi lần các em sửa code rồi này kia cập nhật code rồi các em muốn thay đổi thì các em phải build lại. Thì như vậy lại nó lại mất thời gian của các em quá. Bây giờ để mà khi mà những cái gì các em vừa sửa code mà các em lưu lại cái nó tự động nó build luôn, thì các em bổ sung cái đoạn này vô. Các em mở cái bơm lên, các em bổ sung cái đoạn này vô. Những cái gì mà các em làm, các em thay đổi là nó tự động, nó hiểu và nó build lại cho các em luôn. Nó rất là hay ha, không cần phải em chạy lại. Đây là một trong những cái mà khá là sử dụng thường xuyên ha. Và tốt nhất là các em nên đưa cái này vô trong dự án của mình. Để những gì các em thay đổi, cập nhật, nó thấy code mà có sửa đổi, thay đổi là nó tự build lại cho mình luôn. Cho nó nhanh ha. Rồi, thì đây là những cái nội dung của buổi đầu tiên như vậy ha. Thứ nhất là các em thấy là đối với này trong cái môn Java 5 thì các em sẽ học framework là String, và cụ thể nó là framework String Boot. Và để có được String Boot, tạo ra được những dự án String Boot thì các em phải tích hợp cái thằng này vào, STS này vô. Sau khi tích hợp rồi các em tạo ra dự án String Boot. Trong dự án String Boot này nó có rất nhiều thứ, nó có file cấu hình, có fiber, những thông tin cấu hình thuộc tính thì các em đưa đây. Các em tạo ra các cái controller, tạo ra các cái view cũng như là các cái bucket. Rồi sau đó là các em chạy reset lên. Rồi, và một cái quy trình xử lý request response là như thầy giải thích lúc nãy cho các em đó ha. Từ request lên như server nó tiếp nhận yêu cầu, nó xử lý, sau đó nó respond như kết quả cho client. À, tiếp theo nữa là các em đã tìm hiểu những thành phần về web, ví dụ HTTP service request nè, response này, chút xíu là thầy sẽ demo rõ hơn cho các em chỗ này. Và sau cùng là các em đóng gói ứng dụng, các em triển khai lên server độc lập. Đây là những nội dung của ngày hôm nay ha. Rồi, tuy nhiên giờ thầy sẽ bổ sung cho các em thêm một số nội dung nữa ha, để các em hiểu hơn các thành phần web ở đây. Rồi. Rồi. Tiếp theo ha, các em inbox cho thầy cái demo slide 11 vô ha. Nãy giờ mình chạy cái đơn giản, bây giờ thầy bổ sung thêm cho các em cái bài này để các em nắm thêm ý nghĩa của nó. Rồi. Các em inbox cái này cái Rosette sub 3021 slide 11 này. Rồi, trong này đầu tiên là fiber của mình nó giống y chang lúc nãy ha, các em phải có hai này vô trước nè. Và đồng thời thầy bổ sung thêm một cái nữa là ZB ha, ZSTL nha các em. Các em biết là ZSTL là ví dụ trước đây á mà các em không có xài Maven mà để có được cái ZSTL là các em phải down thư viện nó về, các em gắn nó vô. Còn giờ mình chỉ cần khai báo này thôi là nó sẽ tự download về thư viện cho các em nha. Rồi. Đây ha, khi mà các em thấy đào về nằm ở đây nè, mấy cái ZSTL đó nằm ở đây, ZSTL nè, bây giờ. Rồi.
Tiếp theo ha, đó là về Maven nó quản lý các cái thư viện cho các em rồi đó. Trong cái view ha, trong view này thì ở đây mình có thêm một số cái nữa ha. Ví dụ như là thầy để login này, info. Bạn nào chưa hiểu thì các em xem lại ví dụ này nha, thầy đang giải thích lại đó để các em nắm rõ hơn nè. Trong cái controller của mình hiện nay thầy đang có rất nhiều controller này, home controller này. Ở đây home controller các em thấy nè, mình chỗ phần mapping á, các em có thể sử dụng nhiều cái mapping cho một hàng bằng cách là các em sử dụng kỹ thuật này. Ví dụ như lúc nãy mà các em thấy là thầy không liệt kê ra từ value á, thầy để suite index.php thì nó chỉ mapping được có chuỗi đó thôi, nó chạy hàm này. Còn về để mà các em mapping được nhiều chuỗi thì các em sử dụng cái này, ghi rõ ra từ value và những chuỗi nào cần mapping thì các em liệt kê ra đây. Ok ha. Rồi sau đó nó sẽ chạy hàm tương ứng. Đây các em có thể biết thêm về những kỹ thuật đó. Kỹ thuật tiếp theo là các em thấy là những thành phần này nè mà các em muốn sử dụng, một là các em đưa nó vô làm biến toàn cục trong cái controller. Và trong này các em thấy là trong hàm này nè, các em thấy là thầy dùng cái đối tượng request nè, request nó nằm ở ngoài. Và khi mà các em dùng kỹ thuật này thì những cái đối tượng này nè, các em sử dụng chỗ nào cũng được trong tất cả các hàm. Đấy. Còn không thôi các em đưa vô ta làm tham số đầu vào của những cái hàm này trong giống như giao 4 trước đây. Và như vậy thì chúng ta chỉ xài được đối với cái hàm đó thôi. Còn các em dùng cái kỹ thuật này thì các em hàm nào các em cũng gọi nó được. Rồi giờ trong ví dụ này ha, giờ thầy start cái ví dụ này lên. Rồi sau đó thầy sẽ chạy và giải thích cho các em ha. Rồi, trước tiên là các em start nó lên này, kích phải qua đây. Chọn run Streamboard lên. Hiểu không các em? Nãy giờ thầy giải thích các em hiểu không? Giờ qua bài nữa cái này cố gắng nha. Bạn nào nãy giờ chưa rõ thì các em cố gắng tập trung xem thầy demo như thầy giải thích qua bài này. Rồi ha, sau khi nó start lên xong nè, bây giờ các em qua web, các em gõ thầy cái link này, user suite firm nha, user suite firm ha. Cái mapping, chuỗi mapping của mình là user suite firm. Rồi ở đây ha, thầy gõ localhost nè, user server, đây ha, user server, user server nè ha, enter. Rồi các em thấy là khi nhập user server thì các em nhận được cái form này, kết quả chúng ta nhận được là cái form này. Lý do ha, bây giờ lý do tại sao chúng ta nhận được cái form này thì các em xem, lý do thầy giải thích luôn nè. Bạn nào chưa hiểu thì các em nhìn đây ha. Một cái request các em đang gửi lên trên server nè. User suite firm. Nha, đây là một cái request các em gõ đó, các em enter bụp. Thì một cái request nó đang được gửi lên trên server. Và khi mà gửi lên trên server thì nó sẽ lần lượt nó vô controller, nó đi lục lọi trong tất cả các mapping của những controller của chúng ta. Hiện nay trong cái process của mình là có 3 controller này, và nó lần lượt nó đi mở ra từng controller nó mapping. Và các em thấy là cái link của mình lên lúc nãy là user suite form, thì nó mở này ra, nó thấy không có user suite form nên là nó không làm, nó mở cái file controller thứ hai, nó mapping nó cũng không thấy cái nào là user suite form, nó cũng không làm. Bây giờ nó mở cái tiếp theo lên, nó mapping nó tiếp theo này thì nó thấy user suite form mapping trùng thì nó chạy cái này. Chạy này làm gì? Nó trả ra cái chuỗi, ném ra cái chuỗi user suite login. Các em thấy là ném ra chuỗi user suite login này. Nó mới làm gì? Nó vô cái file cấu hình của game này, nó cộng với tiền tố này. Rồi user suite login, tiền tố của mình này. Này, view này, user này, suite login này. Hậu tố là .zb là chính là cái file này. Đó, thì các em thấy là file này nó chạy lên. Và chính là cái kết quả mà các em nhận được ở ngoài web, chính là cái kết quả này. Đó ha, nguyên lý của nó như vậy nha các em. Các em phải nắm rõ cái nguyên lý này chứ không là chúng ta không kiểm soát được. Các em mà không nắm được cái này là rất nguy hiểm ha. Đấy. Đấy, chúng ta nhận được kết quả này. Và sau đó các em nhập dữ liệu đây.
dụ các em nhập FPT gì đó ha, rồi các em nhập pass đó, ví dụ đây thầy nhập pass là 123, đã báo là sai thông tin đăng nhập. Rồi thầy nhập FPT password là Poly, à, thì nó được và nó đá qua cái trang khác và nó display lên username và password. Đấy. Rồi thầy giải thích tiếp ha, lý do tại sao nha. Nhấn vô username FPT password 123 thì nó gửi là sai thông tin đăng nhập. Còn nếu mà các em nhập vô FPT password là Poly login thì nó qua cái trang mới và nó display username và password. Rồi, tại sao nó chạy được như vậy ha? Giờ các em xem thầy giải thích ý nghĩa nè. Rồi, đây là chính là cái trang ha, cái trang login mà các em nhận được lúc nãy nè. Sau đó các em nhập vô username password nè. Ở đây cái name thầy để là ID, password là từ password nè. Và các em nhấn login thì nó gọi user.login.htm. Các em nhấm ở đây nè. Nhớ là trong cái hai cái test thầy đặt là ID cái password nè, ID password nè. Thì nhấn login cái thì nó sẽ gọi user.login. Thì nó cũng lại lần lượt lên trên server này, lên trên controller này, mở ra nó mapping. Lần lượt nó mở ra mapping. Và nó mapping nó thấy chỗ này trùng thì nó sẽ thực hiện hàm phía dưới. Hàm phía dưới này làm gì đây? Thầy khai báo một đối tượng HTTP service request trong cái tham số đầu vào. Một là các em khai báo trong này, hai là các em khai báo ở ngoài á, lúc nãy các em khai báo ngoài các em xài, hoặc là các em khai báo trong này. Được chưa? Và ở đây thầy gọi get parameter ID password. Lúc nãy ở dưới trong cái form lúc nãy này, trong cái form này các em đặt ID và password này. Thì lên giờ này các em chụp lại đúng cái tên đó, ID password, đưa vô cho cái biến ID BW. Và nó kiểm tra nếu bằng từ FPT và bằng từ Poly thì nó mới gửi qua bên view này bằng cái tên và dữ liệu này. Còn nếu mà không đúng FPT và Poly thì các em gửi qua bên view này bằng cái tên này, dữ liệu là sai thông tin đăng nhập. Thì lúc nãy các em thấy là ví dụ thầy nhập vô 123 FPT 123 nó sai rồi đó, các em nhận được là cái chuỗi sai thông tin đăng nhập. Còn nếu mà các em nhập vô đúng FPT và password là Poly thì nó gửi vào cái view info. Và từ controller, đây là cái hàm từ controller này, thầy gửi qua bên view này. Và thầy đang sử dụng cái request, thầy gửi luôn là HTTP service request này. Thì dùng cái đối tượng này thầy gọi hàm set attribute, đặt cái tên dữ liệu, cái tên dữ liệu. Thì qua bên view này các em gửi bằng cái tên nào thì các em phải chụp bằng đúng cái tên đó. Qua bên view này nè, các em phải chụp đúng cái tên này nè, UID và BWD nè. Qua view này, view user info lần này. Và thầy chỉ cần chụp lại là UID và BWD. Và cái này là sử dụng kỹ thuật EL regression, regression language nè. Em chụp lại ra cái dữ liệu cho ông ta. Thấy chưa? Rồi. Rồi, đó là cái kỹ thuật thứ nhất nha. Tiếp theo luôn trong hàm này thầy comment cái nào lại, đóng cái này lại ha. Dưới đó các em cũng quan sát là các em làm theo nha. Thầy mở lên cái hàm thứ hai. Hàm thứ hai này thì các em thấy là cũng tương tự như hàm ở trên này, nhưng mà thầy chụp lại ha. Các em thấy là trên này thứ nhất là tham số đầu vào này, trên này có cái này, dưới này có này. Và thầy sử dụng cái model này thầy gửi, chứ thầy không sử dụng cái thằng HTTP service request. Bởi vì các em gửi bằng model nó có nhiều ưu điểm hơn. Đấy, trước tiên là ví dụ mapping trùng thầy cũng chụp lại username password thầy đưa vô. Và kiểm tra nếu mà username bằng FPT, password bằng Poly tích nick ha, password bây giờ nó khác nha. Thì mới gửi vào view này bằng cái tên dữ liệu. Và đây các em thấy là thầy dùng model thầy gửi. Nha. Nó y chang như trên này, nhưng mà lúc bây giờ thầy đang dùng cái mô đồ thầy gửi. Đấy. Còn sai thì báo sai thông tin đăng nhập. Nhớ là kỳ này password của mình là phải là Polytechnic mới được. Rồi bây giờ để chạy lại thì các em nhớ là để mà sửa code mà để nó apply liền á thì các em phải bổ sung cái deep tool lúc nãy. Còn không là các em phải stop, rồi các em phải chạy lại. Mất công của em ha. Do bài đầu ha. Những bài sau là thầy đưa cái deep tool vô. Đây ha, deep tool này các em chỉ cần chỗ này ha, các em bổ sung cái deep tool vô chỗ này là được ha, nó tự động nó build lại cho các em.
Rồi, để chạy lại cái mới ha, các em build lại ha, lưu các em build lại hết. Rồi, sau đó start lên. Rồi, các em gõ thử ha. Rồi, các em gõ lại cho thầy cái đường dẫn lúc nãy ha. User Seed Firm, nhập lại đường dẫn lúc nãy tới. Rồi, User Seed Firm ha. Đây thầy mở qua lại cái web cho các em này. Rồi, User Seed Firm ha. Rồi, các em nhập FPT. Password là Bully thử nha. Submit nè. Nó còn lưu với cũ ha, lưu cũ thì chưa được nha các em. Mình phải qua cái dự án bên kia, các em stop nè, các em lưu lại những gì thay đổi, các em lưu lại rồi các em build lại mới được nha. Hết phải các em run lại. Rồi, thầy đang run lại server dưới này. Rồi sau đó các em nhập lại thử ha, password là Bully nè. Đó ha, các em thấy là lúc bây giờ nó báo sai thông tin đăng nhập này nha. Rồi giờ các em nhập lại và các em nhập đúng từ Bully Technic vô. Nó mới qua lấy được cái dữ liệu của các em. Và hiện nay là thầy đang gửi qua bên View. Thầy dùng cái kỹ thuật là model, cái đối tượng model. Đó ha, đây là những cái ví dụ thầy bổ sung thêm cho các em để các em rõ hơn ha, các em có thể sử dụng những kỹ thuật này trong các bài lab sắp tới. Và đây cũng là nội dung của bài học ngày hôm nay ha. Dưới đó các em nhớ demo lại những ví dụ vừa rồi của thầy ha, và về mình xem trước lab và các em làm thử ha. Rồi clip thì thầy sẽ gửi cho các em sau ha, chút xíu nữa khi mà thầy stop record rồi đó thì nó mới sinh ra cái video và thầy gửi sau cho các. Rồi các bạn nào hỏi gì về nội dung ngày hôm nay không các? Rồi bài hôm nay buổi đầu